Xin gửi lời chào trân trọng đến quý khán thính giả. Thưa quý vị, Trọng Thắng đến với quý vị trong một cái chương trình giới thiệu về một trong những cái ứng dụng TV mới và đầu tiên của cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại. Có lẽ là vẫn còn mới lắm trong cộng đồng người Việt của chúng ta về những ứng dụng TV, app TV, có nghĩa là trên điện thoại, quý vị có thể coi TV trên điện thoại di động, trên máy tính bảng là tablet, hoặc là trên những cái hệ thống computer và kể cả những cái TV lớn ở nhà của quý vị qua những cái hệ thống internet rất là tiện dụng hiện nay trong thế kỷ 21 của chúng ta. Và một trong những cái công ty đầu tiên trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta đã thực hiện app TV, có nghĩa là ứng dụng TV trên điện thoại di động, máy tính bảng qua hệ thống internet và wifi, đó là công ty Vina OTT. Trong chương trình kỳ này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị giám đốc điều hành của công ty Vina OTT, ông Tuấn Phạm. Xin gửi lời chào trân trọng đến ông. Kính chào anh Trọng Thắng và kính chào khán giả. Thưa Trọng Thắng, xin phép được gọi anh bằng anh Tuấn cho nó dễ dàng xưng hô cùng với quý khán thính giả. Thưa anh, là lý do gì mà công ty Vina OTT lại có một cái bước rất là đột phá và mang đến cho cộng đồng người Việt của chúng ta, không chỉ riêng ở hải ngoại mà trên toàn cầu, cái ứng dụng TV app Vina OTT này, thưa ông? Dạ, kính thưa anh Trọng Thắng, đối với khán thính giả, quý vị biết là Vina thật sự đã có mặt trong cộng đồng Việt Nam trên 20 năm rồi. Thời gian đầu thì Vina Entertainment là cho sản xuất những cái đĩa DVD và CD của phim hoặc ca nhạc, chương trình ca nhạc mẹ, người mẹ, tiếng mẹ tiếng cơ, và bỏ vào các siêu thị như là Walmart, như là Kmart, như là Walgreens, Rite Aid, là những cái siêu thị cũng gọi là rất là lớn, rộng lớn ở khắp nước Mỹ. Nhưng và sau đó thì Vina Entertainment thấy được cái khuynh hướng của người Việt của mình á, là thích phim Hàn Quốc hơn là phim Hồng Kông. Vì cái mình nghĩ là nó ảnh hưởng vì cái lối ăn mặc, cái fashion của tài tử Hàn, thành thử người Việt của chúng ta rất là yêu chuộng. Vì vậy họ rất là quý mến, thích gọi là đam mê phim Hàn Quốc. Vì vậy Vina mới có cái chương trình là Lồng Tiếng phim Hàn Quốc bằng tiếng Việt. Thì Vina tại đây có một đội ngũ khoảng 10 anh chị em lồng tiếng. Thì như quý vị khán thính giả và anh Trọng Thắng nếu có dịp coi thì rất biết là Vina luôn luôn đặt nặng cái vấn đề là cái chất lượng của phim, từ hình ảnh tới đến âm thanh nó phải là ngon, mà phim rất là hay. Thành thử Vina may mắn được rất là nhiều khán giả quý mến. Nhưng mà khi nhìn lại thì thấy là cái thời đại mà cái băng cassette gọi là VHS phải không? Dạ, đúng. Rồi cái đến CD, dạ, là rồi xong cái đến DVD. Nó từ từ nó bị lỗi thời, gọi là lỗi thời. Thì Vina có một số anh em làm việc về vấn đề trong cái lĩnh vực về app thì mới nhận thức rằng vì cái giới hạn đó mà mình bán DVD mình ra thì mình phải gửi, mình phải bán, và người ta mua nó có nhiều cái quá trình để người tiêu thụ mới sử dụng được. Trong khi á, qua cái hệ thống app này đó, người Việt Nam mình bất cứ ở nơi nào cũng có thể coi được. Và may mắn là Vina không phải là chỉ những người Việt ở quận Cam người ta coi, hoặc là ở tiểu bang Cali coi, nhưng mà người Việt khắp nơi trên nước Mỹ, thậm chí ở Úc Châu, ở Âu Châu, và ngay cái sản phẩm của Vina cũng được làm lại hợp pháp hay không hợp pháp mình không biết nha, ở Việt Nam, bán ở Việt Nam. Thành thử nói chung là Vina có mặt trên toàn cầu nhờ về vấn đề cái phẩm chất và cái giá trị của sản phẩm mà Vina. Vì vậy cái sản phẩm thì với cái sự tăng tiến của kỹ thuật thì nếu mình bán cái DVD nó bị giá hạn quá, thành thử mình phải truyền cái sản phẩm, cái dịch vụ của mình đến qua cái mạng anh Thắng có giới thiệu, đó là Wi-Fi. Hệ thống internet bây giờ chỗ nào cũng có, mình hãy lợi dụng cái đó để mà truyền đạt cái sản phẩm và cái giải trí của mình đến cho người khác. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa quý khán giả cũng biết rằng là với cái thời đại mới hiện nay bây giờ thì tất cả những cái dịch vụ mà theo kiểu cũ và mà anh Tuấn dùng cái câu là lỗi thời, thí dụ như chúng ta đơn cử một cái ví dụ là lúc trước thì nếu mà muốn thăm hỏi nhau, thường thường chúng ta hay viết thư và ra bưu điện gửi một cái lá thư. Đúng rồi. Thì phải tốn cả 3-4 ngày, và nếu như mà đi qua những cái chợ như là về Việt Nam hoặc đi qua bên Úc Châu, Canada, bất cứ một cái quốc gia khác thì lại phải
có khi đến cả tuần lễ mới đến tay của cái người nhận được. Và sau đó thì Internet đã bắt đầu đưa đến một cái sự tiện nghi, thích hợp, nhanh chóng. Chỉ cần có lên cái Internet, đánh một cái bức thư, bấm nhấn chữ send, có nghĩa là gửi đi, thì ngay lập tức là bên kia sẽ có những cái tín hiệu báo cho cái người nhận biết rằng là bạn đang có một cái thư điện tử đang chờ đợi để được đọc. Cho nghĩa là nó rất tiện nghi, là chúng ta có thể coi ngay lập tức mà không cần phải chờ đợi. Từ vì DVD nếu mà anh phát hành ra thì đôi khi khán giả còn phải chờ đợi, rồi đi mua, rồi đặt mua, rồi chờ những cái bộ phim đó nó gửi đến tận nhà của mình. Thì cái điều đó, cái yếu tố thời gian đó là cái những cái ứng dụng mới trên TV hiện nay thì chắc chắn là mình phải, nghĩa là bỏ qua cái vấn đề về thời gian. Quý vị coi ngay lập tức ở trên hệ thống của Vina OTT. Đây là một cái ứng dụng rất mới, và Trọng Thắng, riêng bản thân với Trọng Thắng thì thưa anh Tuấn và thưa quý vị, là chúng tôi rất là quen thuộc với những cái hệ thống như là Netflix của Mỹ, ở Hoa Kỳ, và Hulu. Hulu là một trong những cái hệ thống mà quý vị có thể coi TV qua Internet và mình không phải chờ đợi. Thí dụ như nếu như mà có một cái trận bóng rổ hay bóng chày gì yêu thích, chúng ta không phải là phải canh giờ chạy về nhà bỏ hết tất cả những việc khác mà về nhà ngồi trước cái TV để mà xem. Mà quý vị có thể xem những cái chương trình mà chúng ta yêu thích bất kỳ nơi đâu và ở đâu, phải không anh? Vâng, đúng rồi. Thì thật sự á, như anh Trọng Thắng đã nói về vấn đề tablet hay cell phone, mình có thể tưởng tượng là mình đương ở ngồi một công viên nào đó, mình có thể coi phim hoặc là coi TV. Mình đương đợi đón, có những quý vị đương ngồi đón con, thì trong khi đợi con ra mình cũng có thể coi bộ phim mình yêu thích. Mình không phải đợi về tới nhà cắt cái chìa khóa, cắt cái bóp rồi lại bật cái TV lên, không có. Mình thế thôi coi. Và anh Thắng thấy không, như là Samsung hay là iPhone bây giờ cái màn ảnh nó rất là đẹp, có hình ảnh rất rõ. Và tôi thấy là có nhiều người, không phải là mà nhiều, nhưng mà có một số quý vị nói là cái này thì nó khó xài quá. Nhưng mà thật sự á, cái gì nó quen là anh Thắng ơi. Tôi biết có những gọi là bạn, nhưng mà mấy cô, mấy chú đó cỡ 50-60 tuổi, lúc đầu thì mình giới thiệu thì mấy chú kia nói cái này khó quá, nhưng mình chỉ vài cái thì nó là cô chú xài sử dụng điện thoại như thế nào, có xài cell phone không, nó có cell phone mỗi ngày, thì cái ứng dụng này nó cũng tương tự như vài nút lần đầu tiên rồi sau đó là quen. Và bây giờ họ xem, họ sử dụng cái tablet và cái cell phone nhiều hơn TV nữa, tại vì nó quá tiện đi. Anh nấu ăn, giặt đồ hay là đi bộ cũng có thể coi phim được. Đó là một trong những cái phải gọi là những cái tiện nghi rất mới của cái thời đại thế kỷ 21 của chúng ta. Và thật sự phải nói là người Việt Nam của chúng ta hay nói là chăm hay không bằng tay quen. Mình xài cái gì cũng vậy đó. Mới đầu thì bao giờ cũng hơi bỡ ngỡ một tí. Tuy nhiên là sau một vài lần sử dụng thì quý vị sẽ rất là quen thuộc với những cái ứng dụng và cái tiện nghi của Vina OTT. Và anh Tuấn Phạm là giám đốc điều hành đến trong chương trình ngày hôm nay để giới thiệu đến quý khán giả về những cái ứng dụng mới nhất này. Và đây là lần đầu tiên, Trọng Đáng xin phép được nhắc lại, lần đầu tiên trong cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại đã có cái ứng dụng này, và phải gọi là đây là một cái bước tiên phong của người Việt của chúng ta ở hải ngoại và kể cả ở trong nước Việt Nam, và rất tiện lợi. Trọng Thắng, trước khi mà chia tay cùng với quý khán giả đó, thưa anh là nếu như mà anh có thể cho quý vị biết được thật nhanh, là muốn biết thêm những cái thông tin về chương trình mà TV, ứng dụng về TV trên điện thoại di động và máy tính bảng, cũng như là có thể coi trực tiếp tại nhà qua hệ thống TV, mình phải làm sao thưa anh? Thưa anh Trọng Thắng và thưa khán thính giả, là quý vị có thể cập nhật vào cái trang mạng của Vina OTT, vinaott.com. Hoặc là quý vị có thể gọi điện thoại cho chúng tôi số là 714-210-8550, 714-210-8550, thì chúng tôi có những nhân viên và có những người chuyên hướng dẫn những quý vị chưa quen với cái cách sử dụng cái hệ thống này thì sẽ học rất là nhanh và rất là dễ dàng. Và quý vị có thể trả lời rằng nó dễ như vậy đấy mà sao tôi không làm từ lâu rồi. Nó rất là đơn giản. Quý vị, cảm ơn quý vị đã yêu mến Vina Entertainment, và chúng tôi rất là mong quý vị tiếp tục ủng hộ và yêu mến Vina OTT như những đứa con tinh thần và như một những cái sản phẩm giải trí mà rất là hữu dụng và ích lợi cho cái trong sự giải trí của mình.
Xin cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa quý khán giả, chương trình của chúng tôi sẽ trở lại trong những chương trình nói chuyện kỳ tới cùng với vị giám đốc điều hành Tuấn Pham của công ty Vina OTT. Mời quý khán giả đón theo dõi. Và trong những chương trình sắp tới đây, quý vị sẽ được tìm hiểu thêm những cái cách mà quý vị có thể ghi danh vào trong chương trình, và sự tiện lợi, tiện nghi, và đặc biệt là giá cả rất vừa túi tiền cho cộng đồng người Việt của chúng ta trên toàn cầu, không chỉ riêng cho nước Mỹ này. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh. Xin cảm ơn anh Trọng Thắng, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt. Dạ, kính chào.